Chào các bạn. Chào mừng các bạn lần nữa lại quay lại với kênh Ốc Ngọc Mentor của mình. Đây là cái ba ga mình vừa hay gắn thùng lên. Cái này nó là của hàng của Trung Quốc gia công. Mình mua ở trên Taobao đem về thì nó cũng giống như là cái bộ khung ba ga của hãng đang bán ở quận 7 vậy đó. Nó cũng có cái bề mặt sau như thế này, mình thường hay gắn thùng lên đây. Thì cái thiết kế của cái ba ga này á là nó sẽ có cái ngạnh đưa cao lên như vậy, các bạn nhìn thấy nè. Ngạnh đưa cao lên vậy thì nhờ cái ngạnh này và cái bộ rằm ngại đây thì nó sẽ gắn được cái thùng zin của hãng của Yamaha lên mà mình không có cần phải gắn cái mâm nhựa. Đó, nó thiết kế hay là chỗ đó. Thì với cái ba ga này, các bạn nào mà đi ít mắt á mà muốn gắn thùng á, chỉ cần qua bên Repzone quận 7 mua cái thùng của hãng gắn lên là nó gài ngàm vô đây và nó khóa lại vị trí này. Còn ở đây thì mình không có xài cái thùng của hãng, thành ra là mình bắt buộc phải gắn một cái tấm plate cố định cái thùng lên. Thì mỗi cái thùng đi theo nó sẽ có một cái mâm như vậy. Thì đây là cái mâm của mình. Đây là cái mâm mà mình sẽ gắn cái thùng 55 lít thùng nhựa, nhưng mà lúc nãy mình có đưa cho các bạn xem thử á. Thì mình ý định của mình sẽ gắn lên đây. Khi mà gá lên thì nhìn có vẻ là nó cũng rất là vừa vặn á. Cũng rất là may mắn là những cái vị trí lỗ nè. Các bạn nhìn thấy những vị trí lỗ này nè. Những cái lỗ này là những cái mà hồi trước mình hay gắn thùng CV á, mình quang lên trên này để mình gắn. Thì giờ nó cũng vô được cả vị trí giống nhau á. Đây như các bạn coi, một vị trí, hai vị trí, ba vị trí, bốn vị trí. Nhưng mà khi mà mình gắn cái ba ga lên như thế này nè thì cái mâm nó lùi về phía sau rất là xa. Cái mâm nằm đây rồi nè, thì giờ cái thùng lên nữa thì cái thùng nó sẽ lùi rất là xa. Lúc đó thì cái trọng tâm xe mình nó sẽ rất là dài, mà thùng mà để càng ra xa phía sau á thì chạy nó sẽ càng bị vẫy, nó càng bị rung phía trước, rất là khó chịu. Thành ra là nguyên tắc của mình gắn thùng từ đó giờ là cứ cho nó nằm càng gần càng tốt, nằm gần bên trong xe càng nhiều càng tốt, chứ không có cho nó nằm ra xa vậy. Làm ra xa vậy chạy đường trường các thứ là rất là khó chịu. Thì ý định của mình á là sẽ cho nó lùi về tới đây luôn, cho lùi tới đây luôn, nằm lên trên cái ngạnh này luôn đó, kiểu như vậy nè. Nhưng mà cái điểm khó hiện giờ là nếu mà nó nằm lên cái ngạnh đây thì ở đây nó không có điểm vô đó. Nếu mà muốn cho nó thẳng cái thùng lại thì cái thùng nó phải cái mâm nó phải hở lên như vậy đó. Muốn vô được trên hai cái vị trí trên đây nè là phải nằm cỡ như vậy đó. Trên đây có hai cái lỗ sẵn nè. Thì giờ muốn vô giống như vậy, nằm lên vậy thì quá đẹp nè. Cái thùng nó nằm sâu vô bên trong xe, nó không bị ra xa nè. Nhưng mà giờ mình phải kiếm cách mình giải quyết sao cho cái phần dưới này nè, nó đang bị hỏng lên do nó cứng trên cái gờ. Rồi kiếm cách giải quyết vấn đề này để cho cái thùng nằm gần vô bên trong. Đây, rất là may mắn các bạn. Vô lục trong nhà thì ra được những cái ắc chim như thế này. Cái này là của GP Motec của anh Phúc. Hồi xưa anh Phúc có tiện cho mình một ít những cái cục chêm như thế này để mình có sử dụng cho việc gì đó thì xài. Nó làm bằng nhựa cứng, thành ra là khi mình siết ốc lại nó chịu lực rất là tốt. Chứ mà các bạn dùng cao su hoặc dùng nhựa mềm thì khi mà để lên trên mâm đây nè, siết ốc xuống giữa cái mâm với cái ba ga thì nó sẽ bị ém lại, nó bị biến dạng đi. Còn cục này thì đảm bảo mà còn nhẹ nữa chứ, may mắn ghê. Để ta giá lên coi như thế nào. Đây, nếu mà mình cho nó vô bốn góc như thế này, rồi vô bốn góc như thế này và cái mâm nằm lên trên như thế này, ồ, rất là đẹp, vừa vặn. Đây, lúc này thì cái mâm của cái thùng nó sẽ phẳng với lại cái ba ga, thì bỏ cái thùng lên mới đẹp được chứ, nếu không mà cao quá nghiêng nhìn khó chịu mắt lắm. Rồi bây giờ thì kiếm cách gắn nó vô thôi, hơn ghê. Rồi giờ cái mâm mình đã cố định được gì rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy cục chêm này lên rồi bỏ xuống để cho nó bằng cái mâm lại, rồi từ từ tính tiếp. Được một lỗ nè, ở trên đây nữa là hai lỗ nè, vừa được bốn lỗ.
mình bắt vô thì cái vị trí của con này nó hơi gần trong đây nè, thành ra là cái điểm cuối này của mình có thể là đi lâu dài nó sẽ hơi bị ở bẹp phía sau. Xong bốn ốc đó mình sẽ kiếm tiếp cái biện pháp để cố định cái sao đây cho nó cứng hơn. Mặc dù là hai điểm đây thì nó cũng đã khá là vững rồi, nhưng mà nếu mà trọng lượng nó dồn về sau thì cũng hơi khó chỗ này. Ok, mình sẽ kiếm tiếp hai miếng tre và mình kiếm vị trí khác để mình gắn thêm hai ốc sau lưng này. Đây, mình đã có được bốn cục tre, nghĩa là bây giờ một cái mâm mình nó sẽ nằm trên cái mặt phẳng là gần cái miếng tre này và hai cái cục canh như này, thì nó sẽ phẳng cái mâm hơn, nó phẳng cái mâm hơn thì cái thùng mình lên đẹp hơn. Rồi bắt vô thôi. Giờ mình sẽ khoan hai cái lỗ trên cái mâm này, và lát hồi mình bắt ốc nó đỡ được ở phía sau một tí. Mình thì đi theo khuynh hướng là cái gì nó tốt, nó ổn định thì mình làm. Có nhiều anh em kêu là khoan cái mâm này uổng, kiếm cách nào khác đừng có khoan. Ra là với mình thì nó là một món trên xe thôi, mình gắn vô sao mình cảm thấy an toàn là được. Uổng mà không gắn hoặc là uổng mà cố gắng gắn một cách nó không có ổn định khi đi đường dài thì không mất lắm. Phá được gì thì cứ phá thôi, phá cho nó sướng, chơi mà không phá không được lắm. Rồi bây giờ chêm lên đủ rồi, mặt phẳng phẳng rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái mâm này lên, sau đó gắn thùng. Lần này mình chơi thùng 55 lít. Hồi đợt trước thì mình gắn cái thùng CV 47 lít. Nó cũng được, dung tích nó cũng ổn, nhưng mà mình không có để được hai cái nón full face một cách nó thoải mái. Thì lần này may mắn mình kiếm được cái thùng nhôm 55 lít thì nó phù hợp với mình hơn. Bây giờ thì mình sẽ lắp thử cái thùng 55 lít. Thùng nhôm này nó bự, nhiều anh em sẽ kêu là giờ đi cái xe gắn thùng bự quá thì nó có bị chao hay không. Nhưng mà nhu cầu thực sự của mình đó là mình muốn đựng được hai cái nón bảo hiểm 3/4 và full face của mình với vợ. Đợt này mình đi chơi Nha Trang nên là mình muốn để được đồ nó thoải mái trong cái thùng tí. Khi nào ngừng lại đâu đó thì mình để nó bảo hiểm vào thôi, còn lại thì mình cũng để mấy đồ lặt vặt. Chứ cốp xe của Versys 3 của Xmax 300 thì nó quá bự rồi. Cái cốp xe dưới đó đủ cho mình đi rồi. Ngoài ra thì khi mình đi mình hay để một cái túi lớn ở phía trước này để đựng quần áo, với lại để có chỗ để mình tì hai cái chân mình vô. Thì hai cái dung tích đó đã đủ cho mình đi vài ngày rồi. Thùng thì chủ yếu là mình gắn thùng này tại vì nó đẹp. Thứ hai nữa là vì dung tích nó lớn, mình có thể để vừa được hai cái nón bảo hiểm một cách thoải mái. Bây giờ mình mở cho các bạn coi thử, trong đây mình đang để cái nón 3/4 của mình. Thì dư giả chỗ quá trời. Các bạn thấy không? Dư thế này bỏ bên hông đây mình còn để được một cái 3/4 nữa hoặc là một cái full face. Quá thoải mái. Sẵn tiện thì mình sẽ quay cho anh em xem cái thùng 55 lít mà mình chuẩn bị sử dụng nha. Thùng này thì là thùng nhôm. Thùng nhôm cho nên mình sẽ có có khóa ở đây. Thì thùng này nó cũng tương đối là đầy đủ nè, đầy đủ phụ kiện nè. Giống như anh em nhìn thấy trong đây nó có những tấm lót trên, lót dưới, có dây ràng đồ nè. Những cái tấm lót này mình đi mình để nón bảo hiểm rất là tốt. Mình sẽ không sợ nó bị chảy xước nhiều. Cho đây có một cái áo này, áo thun của Repzone bữa trước đi tham gia chương trình của hãng thì người ta tặng rất là đẹp. Đó, những cái tấm như thế này, ví dụ như khi mình bỏ nón bảo hiểm vào trong đây mình đậy nắp lại á, nó lạo xạo trong này thì nó sẽ không bị chày. Nên những cái tấm này nó giúp cho đồ đạc bên trong nó không có va chạm với nhau nhiều. Ở dưới đây cũng vậy, bên hông cũng vậy. Đó, các bạn thấy không? Điều như thế này thì bỏ nón bảo hiểm vô nó yên tâm hơn nè. Rồi thì nó cũng có khá thứ, ví dụ như là có khóa thì chắc chắn phải có rồi nè, để an toàn nè. Khóa trên khóa dưới xài chung một chìa thì có thể mở ra một cách nhanh chóng được nè. Có cái cây ngang như thế này để mình có thể ràng được cái gì đó trên đây, mình có thể ràng được nhiều thứ ở trên này, nhưng mà chắc là mình cũng không ràng nhiều đâu, ngoại trừ những thứ mà mình sợ bỏ vô trong cốp xe nó bị ướt, như là ủng đi mưa, áo mưa mà khi mặc xong rồi thì mình có thể ràng đây. Mình có tựa lưng cho người ngồi sau bằng cao su đúc, đẹp hay đó. Thì đây là thùng 55 lít, và đợt này mình đi Nha Trang mình sẽ chạy thùng này chủ yếu là để đựng đồ đựng đạc. Như cái baga của hãng thì thường họ sẽ đóng ở trên đây là tối đa là 5 kg. Thì 5 kg thì thường họ đóng cho mình coi để mình cẩn thận thôi, chứ 5 kg thì không đựng được cái gì hết. Một cái thùng nhựa GV thông thường thì giờ nó cũng đã 3-4 kg rồi, không lẽ gắn cái thùng nhựa lên rồi không bỏ gì chổng.
Còn về trọng lượng của cái này thì giờ mình sẽ tháo cái thùng này ra, mình cân ký cho các bạn xem thử là nó bao nhiêu ký nha. Thật ra nó cũng nhẹ. Cái lớp nhôm nó cũng mỏng. Để cân thử cho nó bao nhiêu ký. Rồi bây giờ mình sẽ cân thử cho các bạn coi cái thùng nhôm 55 lít này nó bao nhiêu ký nha. Đây. Khó thấy à. Rồi không nè, bây giờ mình sẽ kéo lên. Cái này là cái cân điện tử nhỏ ở nhà mình. Mình dùng nó để cân hàng hóa này kia khi mà mình đem đi á. Để chứ sao. 7.6 kg. Ồ, 7.6 kg, tương đối nhẹ. 7.6 kg. 7.6 kg trong cái thùng 55 lít. Có nghĩa là đặt lên ba ga này nó cũng không đến nỗi là bị quá tải. Còn đây là cái mâm nhôm dập mà hãng cho đi theo cái thùng. Cảm quan thì rất là đẹp. Ok lắm á. Rồi, mình đi chuyến này về mình sẽ đánh giá lại cho anh em về cái thùng này gắn lên ít mắt và đi tour Nha Trang đường dài nó sẽ như thế nào nha.